I am a teacher. I am a student. Okay. Hay I nó cứ nó không mà pronoun. Pronoun I cho tầm Borisa, subnim Borisa. Bro, ti, ti mui. First person singular. I bây hú bạch nào bỏ I cứ ấy. We á. Nhóm buộc nhóm ok rồi có chuyện gì thầy dương ví prime mọi cái à ví à cho the piece contracted form thầy chứ ví apostrophe à e we are we are students. Okay, we are students. We are students. We are students. Hey, miền đây tiết. Sắp niệm bao nhiêu miền đây tiết? Nè, bỏ tí muối. Hay chỉ bỏ tí pí. Okay, first person. Bỏ tí pí miền. You. You, bỏ mấy kế. Mấy á. Tâm rong cắt vào viết cứ your rồi có your này khác cái ta kì your này khác kì 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 pronoun your chẳng hạn à, nâng mùi nà có bàn đấy kì vô tầng ngó bàn ta à, trầu một rồi phía rồi nhưng mà mình sao chơi vô cho tự đại phong màn đây rồi mùi nà có kì sẽ đạp bàn you are your cho hợp bị hụ bài chân nạ bỏ you. You, dương chữ alter nốt tạm nhẹ, ok. Second person singular, you. Cho second person plural, ok. What is second person plural? Second person plural, cần nói ta you đó là I, từ giờ we, bên đây you, cần nói ta you. Hay pronoun a, cần nói ta a. Tới bây giờ dương chữ alter dương dây chung với nằng you nít chung nốt ỏi, menu mà nhẹ, cần nói ta you. I mean you is here, can you are. Rồi ai pra chùm nụ hỏi mình sẽ ra nhé. Còn nó ta, you are, đó đã. Ok, you got it. Move on, what else? He, she, it. Ok, mơ third person singular. Third person singular. Bỏ tì bay. Sắp bên em bỏ ra xa. Bỏ tì bay. Ad có vậy chân ạ. Ok. Third person singular. Chẳng là anh ấy cứ dừng pra cho mình nâng. Third person singular, he see it, this. Okay. He see it, nhưng prai cho mình nâng, is. Okay. Tầng bay ní, he, is, she, is, it, this. Hay đập bây dương contracted form, tùm rong clay ở bia, his. He, apostrophe, s. She, apostrophe, s. It, apostrophe, s. Okay. Cho nhóm sẽ cắt tích tại sao dương, miền cái lệnh bao dương miền cũng not. Cái chân ở hết là sắp niệm bổ rời giá, cái miền là ai, vi, ở xong đồ, nâu miền mùi tiết. À, nó cứ chia, ạ vậy chân ạ, cho phía hụ vậy chân ạ, bỏ he, she, hay là it, cứ giả vậy. Hụ vậy chân ạ, bỏ viết, cứ chia, they, ok, hay they primary cái, they primary nâng, a, à. Tầm rong clay ở kia, dear, there. Okay, they are there. They are students. They are student. He is a student. She is a student.
It is a student. They are students. Okay. Khi chẳng dừng tụi tụi bạn hãy you know you and that I tell you we he she it tới giờ đây cho mùi tiệt cho bà sân chia mình men sọp bà vinh cho bà sân chia bật thiến. Ok bật thiến cư chia chia nèm vinh tại dừng bà nhóm mạch ủ thọ the boy cư chia nèm chia bật thiến ẹ bạch chân ạ cho như bà mấy kế chẳng như tao kết mà ta ta bói bà chùm nụ đói mùi nà sọp bà sọp bà niêm cứ chế bịa tương lai nà để bà chùm nụ ai niêm chẳng bà mùi nà chùm nụ ai bói she it they you I we thế vậy để chùm nụ ai cứ he chẳng tế the boy cái lấy đòi xa để chùm nụ đòi he chẳng automatic cứ chẳng tra bà is chẳng vô lấy the boy cho bà sân chưa the boy chia niêm biểu hữu cho nạ vĩnh chúng ta mới kế ta bói chúng nó đã sọp niêm mùi nà mến chúng nó đói đây chúng nó đã đấy chúng như mình tập ra chúng mới nữa à ok hay sub contracted cứ dưỡng ok đôi khi apostrophe s chúng bước lại đi xong tôi nhóm phiền mình tích và ta nhóm cực tam cực hay tam lập chụp của lòng mó cứ ổn biến contracted form đi ổn biến short form đi the boy yên ách pra apostrophe ạp bán the boys dừng tứ và ta the boy á à, vì mình ách vì ổn tư chía the boy rest ấy tế cứ việc dương bởi bạn nâng khăn ca dương được xế nhưng cứ thể vì ổn khó tê và ta nó bị dương dưới vì ở miền sầm lên mùi đại trở lại chân của bạn chân không đi nhưng tha mình dân cùng contract vậy ok chân cho bạn nè người ta hiểu rồi nè nó không tầm rong affirmative ok form tầm rong affirmative form rồi positive form chân miền bạn nè rồi dùng một một cán tầm rong negative form mình negative form cứ dùng con tái bộ cho mình not bộ cho mình not tại vì dùng cụ cập xong cơ ta lứa tùm rộng clay cho nam tỏ khía sở xế cho plơ cá cứ sở xế tùm rộng bình okay? In a formal writing full like this okay? Long form full form contracted form short form is for informal English spoken English. I okay. I am not. Cứ như con là time not từ lử am tới nâng tới chia tầm ruộng bạn để sạt vinh nhóm chia tới chia nhóm mình chia nhóm mình chia okay nhóm mình chia nhóm mình chia sai. I am not a student. I am a teacher. Tầm rộng clay ở phía cứ miên tầm một bài tế đối khi này còn là time not đó. I'm not we are not okay. We are not. We are not. Okay. You are not. Cái his it cứ đột nhiên cho nhầm lợi cho tầm mũi his
not bị tùm rộng cắt vào phía he's not rư có he isn't chúng ta mới khởi hơi thà chốt biết sơ sế tụi mong khai hiện ta he's not a student he's not a student he's not a teacher rồi có he isn't a teacher he isn't a teacher chúng ai sọt thân chúng ai bình rùm viên nó trong he is rồi có chúng ai bình rùm viên nó trong is not cho bà sân chữ is not cứ như tờ chữ isn't n apostrophe hành t ok mở khơi nó nhé dạ ok mình to tiệt they are tức là they are not tụi mình play ở phía they not rồi có they ok hay they có bảo anh sẽ chết tụi mình play anh bị bài đá they are not rồi có they aren't ok thì ai bởi rùm nó trong they are có bán rồi có are not lấy they aren't aren't I mean aren't ok này khá cực cực bộ cầu tập biên ông lên bồn bốn con như thế they aren't ok that's not correct so the subject form can be contracted into two way. Okay, can be shortened into two way. You can shorten they are or are not to and dear not. Okay, clear? Yeah. The boy is not. The boy is not. Now the boy is isn't. Okay, two ways, same. The boy are not. The boys aren't. Cái chân nâng cái chìa tùm rong negative cứ dùng con là thèm not. Tại vì đây là sống khán cái lại ní thế nhưng cô chạm rong chân chiang trong lái tâm rong clay robot ví dụ bạn để sẹt này cả prá kể sập to be nó không tâm rong bạn để sẹt ok ok let's move on to questions forms question tại nhưng trả prá như mạch question ở bên chấm cứ chương trả đồ tì tăng rồi viên kể sập to be hay nâng protein chúng bản thân là không bị dụ sọp cái gì mà làm lừa bị dụ sọp không bị dụ sọp I am cái gì tập đồ tì tăng robot am ấy cái sập thủ biến máu kháng kháng đờm vinh ok chúng ta chế am I hay không đi am I cái âm thanh rung clay thế am I
chẳng chia rút bộ môn cư dương còn tài ví dụ srop cư dương thân subject bộ to be bộ khám supplement cho tới rì ai ví dụ bạc sát subject bộ to be bộ not bộ complement bộ supplement cho tới ví dụ xâm nua to be plus subject plus complements sorry supplements am I okay we are tới chia we chẳng ngờ bây giờ trời chấm anh ta sẽ là khẳng đám cứ sau mùi khẳng đám ok first letter cứ trở tay capitalized ok trở tay thư ở viết thư giả sọ thông nhưng trở sẽ xe sọ thông là khẳng đám ok mùi tiết xong khẳng đá sẽ nhả xua hơi trở lọc một khẳng đám vĩnh rồi bây giờ sọ bây giờ bắt sát cứ trở bình chọc đói sẽ nhả ấy. Ok. Full stop. Ok. Chẳng nữa, on mean full stop thế, cứ dân trong bên chọc đó sẽ nhá. So, question mark. Question mark. Am I supplement? Am I a student? Ok. Hay, dân trong bên intonation. Dân trong bên ca lựa đạo xung lên. Am I a student? Hmm? We are, tức là are we? Supplement, question mark. Okay, you are you anh ấy cứ thằng nghe tới thằng crom ấy cứ dương you are, he, she, it, tức là is okay, is he, she it anh chứng tính ok hay they they the boys ok is the boy the boy are the boys are sorry the boys are the boys okay supplements chân cứ chia và dụ sầm nụ cứ sửa thế rồi một muốn biết cần thế bắt đầu tì tăng rồi về một thiên hay những cái sắp thu bì bằng năng để bàn bằng bẻ rồi hai nên bốn bốn khá ok lột lột sẵn cho là cho và dụ bà đã xét ai cắt chia sầm nụ bàn đấy bạn nói tao thấy bạn ca thử ví dụ sum nuo nó không bấm lên bị ví dụ bắt sát nhưng lúc này tránh chừng khi mày mấy cứ ví dụ sòm á cho đặc biệt ví dụ bắt sát tôi cho sum nuo vĩnh hiện tại mình am đã I not score đấy nè ai phải là nhóm nữa cứ tụ bài nè lại nãy cái là thầm đa thầm là hột cái này thầm rồi nhóm am I not a student ok cái khi riêng tôi mình đã chọn ưu phụ thông cái khi mới am I not am I not a student? Okay. Am I not a student? Cho dương admin đặt lên not cứ admin nơi cái này tế admin am not a student. Am not a student. Okay. That's not correct. Cho not nơi cái này cứ chữ ấy và sân dương vệ nhận tích not lên cứ chữ adverb
adverb. Okay. Kiểu sắp bị sai. Ok, chúng chúng bắt đầu tiếp tiếp tục nâng part of speech. Chúng mình lựa vô mà bổ riêng ở bên cạnh. Vì bố tạm biệt tới chúng mình chỉ ạ chịp nè bổng riêng tế. Bạn ta còn tại lúc mình bọt sọt bên môn. Chẳng xa mai Covid thưa nhóm mình bế là bây mà chạy một lời tiếp tục nâng cả bổ riêng khá chịp chạy xa đánh cứ chỉ nè thử cả nâng vi sai tế cho tế. Am I not a student? Okay. Am I not a student? Yes. You are not a student. Yes, you are not. You are a teacher. Okay. And then cứ chia dương gần xu này đó nghĩa xu tất cả niệm đó tây nữa. Ông bị khốn dương. Chẳng. Am I not a student? Yes. You are not a student. We are not. Okay. Are we not students? Are we not students? Chẳng chương thử được nhé. Bọn ta cái lấy như trời chạm mùi. Đôi xa tại oh, sorry. Cái lấy như cứ miền mùi tiết. Chúng anh xem pi rồi biệp đấy. Cái lấy như cứ you aren't. We and we and you and bạn chứng hàng cấm sát tại phần mềm này sát tại miền cà rê tụm rồng khay bạn pì biếp chứng tế nộp bê đây cho xem tôi lời như mưa lòng tiếng cho miền là am thế để ở miền ai cho xê bạn bị rửa bếp, đây bảo mạng biển cứ sốt sốt ở xây bạn bị rửa bếp nó không tùm rộng clay nó không phải dụng bạc sạch cho nó bây là cái này nhé, hiện tôi lọc một cái này như vậy. Ok, come here, come back here. Dương sốt xây bản rửa ấy am, are we not students? Cho, bảo sân thì dương trong sốt xây chưa tùm rộng clay mình, tôi nhìn xây bạn đấy bạn mình lấy cái này cho mấy cứ trâu vô à clay nữa chụp khi mà đã đa còn một bài khác chẳng dưỡng à xế and we you not tiết đấy ở đây mình chẳng pro not bên nơi clay clay rõ hai bạn bà sân này dưỡng xế clay tụi mình clay gọi là mom mà cái này nhóm tụ nữa chẳng à ở tất cả các kia này dậy lên đấy. Hay tôi làm một tiết you are not. Okay, you are not rồi có you aren't. Tại đó bây giờ sẽ bình are you not student, are you not a student rồi có are you not students, are you not a student rồi có are you not students. Hay đó bây giờ sẽ cắt nhưng điều tâm rộng được khem á ok nhưng hai thầy dũ cứ chia sau bên em bổ ra sẵn bổ ra thì P chỉ ẻ có vài chân nạp phong chỉ bị hụt vài chân nạp phong. Okay. As you know, you stand for two pronouns in the second person. It can be singular and it can be plurals.
So that's why I have two sentences here. Are you not a student? This is singular sentence. Are you not students? This is plural sentence. Okay, so what about the contracted form? What about the short form of this question? So if you bring the short form here is and. Okay, you and. Cho tầm rộng clay rồi bỏ you are not. Cứ màu bạp tiết cứ you and. Cho dương dô ấy màu đá. Dô từng ngọt mó, từng tầm rộng bạc sạch từng ngọt mó. And. Sẽ chụp nhé. And. Cái subject you. Chẳng, nhà tập hiện tụi bán. Chờ biết question comment contracted form của việc đấy. Nhưng còn tại vô xâm nua ní. Okay. Còn tại bông bái kế sắp to be tùm ruộng bà đa sản nâng. Mọ khẳng đào mình mọ. Cứ việc nâng cờ tới chía. Bà dụ xâm nua hơi. Rưu có bà sân chìa. Nhưng sở xe mở biệp tiết. Còn tại vô kế sắp. Bình bỏ A nâng bỏ apostrophe A I nâng một, một đạ xe bình tại vì A nó càng đàm vinh. Ok, nó càng đàm vinh mà hãy đạ protein còn thêm not. Ok, bởi hờ bây giờ sẽ sao từ đó bị tí tăng này adverb. Ok, này cùng kể giá bởi xanh thì dương sẽ sao ông bị tí tăng rửa ca pra cun kể ra rồi có kể ra vì sao nữa nơi cái này ná bên nó dừng dồn ở bàn cần để cho bác tại hạt đấy bàn chía nọt ní mình nơi chọt mới nứng a nọt dù chẳng á mình nơi cái này ní bây giờ nơi cái này ní mình bàn tay cùng mọi mix cùng mọi chụp bộ chụp bọt nhé chuyện còn là score làm pi cả prapra nơi kể sắp thủ bí phần năng tới hay có việc còn đây. Ok, anh chẳng là xâm rạp kê sắp thủ bí cứ như miền tập năng tay dưỡng ai bà hai chìa cho là ok, khẳng cọng cọng tiết nhưng mà bạn sẽ xây tế ai chắc tôi chìa homework chẳng là thủ khổ đáy anh dùng một bề khổ đáy mà hay ta kê sắp thủ bí vì miền mụ nghe chuối kể sắp bằng câu ấy là okay. What to be have the sentence or what to be have the main verb. Main verb cứ kể sắp thông đa đối sang kể sắp bịa verb bịa ấy nè để nó bê lấy vì mình ai bằng cách ví dụ xâm nô được luôn vì mình ai bằng cách chuối kể sắp ếp xanh tiết anh ấn kể chế kể sắp cả full verb rồi có main verb kể sắp thông đa. Chắc kế sắp to be mình muốn nghĩa ấy là chắc function rồi bỏ kế sắp be kế sắp chung nuôi be mình ấy là tenses cứ như vì chui nó nóng ca bằng cách ca ưu thơ bà dân dương pra kế sắp môi work nó nóng bắt chụp bằng cái cầm bông mình to, rồi còn là con cái cầm bông mình to, ok, oi đặt cái cầm bông mình to, cứ tạm nhận đấy, cái continuous tense, mình tháp past tense, mình tháp past, ok, past continue, past perfect continue, future continue, future perfect continue, present continue, present perfect continuous, chắc là từng ảo nứng. Cứ dân ta cài mà pra, mà chuối to be, mình chẳng á. Thầm đá cứ dân bộ 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 be plus verb 1 sorry, verb I and G
Be verb ing. Ủ thó. Ủ thó. I have been working here for 10 years. Cho em bây nào tôi chỉ be. Nè, been. Okay. Been. Cứ chỉ past participle. Hãy đây là past participle. Hãy đừng bị riêng. Chưa được tính. Hãy đây là những lợi dụ thỏa chưa một lát. Mà thôi cái này ní. Đói xa ta. Nè, riêng cũng rất thỏa mà đá. Có đơn thả biệt. Ta am pra mấy ai. A pra mấy vi. Nên hay thôi cho tùm rong bản sát thường mấy. Tùm rong clay ở viên dùng mấy. Hay tùm rong xùm nua thường mấy. Tùm rong clay ở viên xùm nua. Cái thường mấy. Bạn nâng. Bạn đây. Bạn này riêng clay á. Phần ta nè đã riêng si chìm rơi một tích. Cái nhóm còn đã bằng thàm tích thá. À, mũ nghe rồi bỏ bi nó không đã đa tu chỉ nè chui kê nâng ta chui 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 kê đi dáng ta ai chui bán khá cứ giả chui bằng cả tense bằng cả tenses tenses là bất cứ continuous tense mới nữa nè vấn đề mình đòi xa là miền cả tràn cho nhưng mà thả tenses chăng chăng bi bộ vợ mình chỉ có thó I have been hãy đây dùng mình pra I mình pra am lấy đại giá miễn have cho nó cứ chứ mình clear tiết nó không present perfect ok nó chứ cho bạn nó không present perfect hay cái này cứ chứ present perfect continuous tense rồi bị riêng chế ở tiếng auxiliary verb tiếng tiếng primary auxiliary hay nâng modal auxiliary verb ngày nào mới khi mình lựa dụng âm pi cal tiếng đọc pi một vùng riêng ok nâng căn đây to được tiền đây ok I have been working here for 10 years chẳng coi bị been tới miền đấy miền main verb ok bộ mới nâng ing rồi cái khảo thá present participle cái nó cứ muối hay muối tiết để ai chui bàn đá nó để nhóm chạm vào đó xin cần ta crop cái kế ok lộn ní cứ cái cứ dùng pra nó không tìm rong passive voice passive voice nhưng mà chăm cả bộ pra không ai dùng liệt nào về chạy cái tế còn ta về dùng chăm cứ passive voice cứ chụp ví dụ cầm bên này protein ọt thường bờ đây ủ thó tội tích mở khơi nhỉ okay. Passive voice lấy I was given birth chẳng to be tâm rộng viết cứ protein bộ cho mình to be bộ cho mình nâng verb 3 ok be v 3 chẳng mình đấy cứu kêu given ok cứu kêu given I was given birth by my mom I was given a birth by my mom. I was given birth by my mom. Chẳng hạn mình này thả my mom kêu my birth. Xong rồi. Bây giờ phải cho mình lo chị phần tài. Nhưng con này chẳng ở dưới làm tí. Vậy tới giờ cả bởi chẳng bật thiên ai nữa. Cứ mình chỉ nhé. Thu âm bơ tên. Cần chân nhé, rộng bờ. Chẳng nữa kia tùm rộng một viết. Mình đây ta bảo bài khả năng người ở dưới tớ. Sử dụng hả? Cái nhóm trở bán bắt đầu cầm nát đói nẻ mà đáy khả nhóm. Cái nhóm trở bán bắt đầu cầm nát đói nẻ mà đáy khả nhóm. Trở bán bắt đầu. Khả năng bài là trở bán bắt đầu. Trở bán. Cái trở bán. Nước mình đây ta mày mắm kêu a birth to me chẳng hạn này my mom kêu a birth to me
My mom gave my birth. Dân từ. Mình thầm mà đây bọc nhóm bạn bắt đó cầm nát ở nhóm bạn bắt đó cầm nát rồi bọc nhóm. Nhớ thế này. Cho mình đây thầm my mom cứ chân nhé. Thu ẩm bớn đi không bởi dụ. Thấy cái active voice. Bởi dụ thầm mà đây dân. Tại này kia xong gọt tờ lơ nhẹ rộng. Nhẹ rộng nhẹ tờ tuột phòl mình. Cho nước hạ ta passive voice. Cho nên nhẹ nè đại chế protein nưng cứ gót ọt miên scam phía passive mình thấy ạ scam ok nưng bàn kia passive chẳng protein đè nơ nó không tùm rong passive cứ gót miên scam phía về I was given birth by my mom chẳng ở dương dô thà nưng kì chìa mũ nghe tìpì rồi bó verb to be tầm bay chui kì cứ dùm bạc tumbrong passive hay một tiết cơ bằng cách continuous tense. Got it wrong? Kênh chẳng là dường ngày nay dường sẽ xa bằng năng sân đòi xa ra nơi chẳng là biểu dụ mình tên tạm lực về với những bình tụ hay ngày bằng tòa tiết dường nâng sẽ xa ông bí kể được sắp primary auxiliary verb bằng tòa tiết đại dường nơi sau have hay nưng do sau pi tiết á hay còi một tiết khi miền đó đắp chieng tiết nơi đại dương nưng sẽ xa nóng kể sáp modal verbs thì modal verb nơi về đó tiết đại dương khác như tới để chế hạ pi tiết cứ to have hay nưng to do khi chương sản phẩm ngày ní dương bà và nắng sân chụp khi nào không video mình to tiết ở côn chấm điểm lìa. Sắp xếp bài tặng kia. Bye bye.